Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Gia đình Hoàng Mỹ do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi thực hiện. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 mang tên Thiên thần lộ diện. Xin mời. Tôi và đặc biệt hơn một nhân vật, một chàng trai tới tên gọi rất là hay, Sushi Đăng Khôi sẽ biểu diễn nhảy Michael Jackson. Bé Nguyễn Đăng Khôi năm nay 6 tuổi. Ở nhà Khôi có biệt danh là Sushi. Một trong những năng khiếu đặc biệt của Khôi là nhảy múa. Ngoài ra bạn còn biểu diễn thời trang một cách rất tự tin. Bé Sushi rất sợ chó và kiến lửa nhưng lại rất thích con kỳ lân. Khôi ước mơ trở thành phi công trong tương lai. Sushi vì một phần trình diễn hết sức là ấn tượng. Bây giờ cô hỏi thăm Sushi trước nha. Con học nhảy là bao nhiêu lâu rồi? Dạ con học nhảy 2 năm. Học nhảy 2 năm. Con để tóc dài bao nhiêu năm? Dạ 5 năm. Để tóc dài 5 năm. Năm nay con 6 tuổi. Con để tóc dài từ năm 1 tuổi hả? Dạ. Nhưng mà cái này con thích hay ba mẹ thích? Dạ con thích. Năm 1 tuổi mà con biết nói với ba mẹ là con thích để tóc dài. Lúc đó là con mới còn nhỏ thôi, ba mẹ biết rằng là con thích để tóc dài. Ba mẹ biết rằng con thích. Cho nên ba mẹ quyết định cho con để tóc dài giống Michael Jackson. À giống Michael Jackson hả? Rồi thì ba con với lại mẹ con là người Việt Nam hay là người nước ngoài hay là Việt Kiều? Dạ người Việt Nam nhưng mà biết nói tiếng Anh. Hồi xưa là mẹ con là cô giáo tiếng Anh. À nên bây giờ con nói tiếng Anh rất là giỏi đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn Sushi. Còn con Hoàng Kim phải không? Dạ. Coi nhà tên Mũi phải không? Dạ. Con muốn cô gọi con là Mũi hay là Hoàng Kim? Dạ Hoàng Kim. Sao vậy? Tên Mũi cũng dễ thương mà cô thấy con cũng giống con Mũi đúng không? Đúng không? Tại sao mẹ con đặt tên con là con Mũi vậy? Dạ ông bà con đặt. Mà sao ông bà đặt vậy? Dạ con không biết nữa. Con có hay đi cắn người ta, chích người ta giống con Mũi chích không? Dạ không. Sao ông bà đặt tên Mũi ta? Thôi câu chuyện này để mẹ sẽ kể cho cô nghe nha. Chú Phát là sẽ phỏng vấn mẹ trong kia. Hai bé đã có phần trình diễn rất là dễ thương. Hoàng Kim đã trình bày một bài múa chát đứt này là của chúng mình. Và Sushi Đăng Khôi đã có một phần trình diễn rất là ấn tượng. Và bây giờ
Cô Xuân Lan muốn kết nối với lại căn phòng đặc biệt, trong đó có các phụ huynh của hai bé đây. Chú Phát La ơi. Chú Phát La nghe đây ạ. Hai gia đình chúng ta chào quý vị khán giả được không ạ? Mẹ của bé Hoàng Kim ơi, cho chú Phát La hỏi một chút xíu là tại sao ở nhà bé lại có nickname là Mũi vậy chị? Tại vì ngày xưa á, chị sanh bé Kim ở quê, mà ở quê xa lắm, ở Bạc Liêu á, mà ông ngoại thì sống ở Sài Gòn. Mà trong khi đó đó là nhà có 5 chị em mà 4 trai, một con mình chị là gái thôi. Cái ông ngoại nghe sinh em bé là gái á, ông ngoại chạy chiếc xe 50 á, mà chạy từ Sài Gòn về tới Bạc Liêu. Cái đêm đó ông ngoại ngủ ở nhà mà ông ngoại không có văn mồm, mũi cắn quá. Từ đó giờ ông ngoại kêu bằng con Mũi. Trời đất ơi, một cái nickname mà có một cái gọi là tiểu sử sâu xa như vậy luôn á chị. Và bây giờ cho Phát La hỏi gia đình của bé Sushi Đăng Khoi ạ. Anh Khoa, chị Quỳnh cho em biết là bé hồi nãy bé có chia sẻ về cái mái tóc của mình á, thì lúc 1 tuổi bé ra hiệu sao để anh chị biết là bé thích để tóc dài ạ? Mẹ trả lời hả? Tại vì ba để đầu trọc rồi cho nên là muốn cân bằng lại cho gia đình. Thành ra là hai bạn là con trai nhưng mà quyết định là nuôi cái đuôi rùa thật là dài. Xong rồi từ lúc nuôi đuôi rùa thì mọi người lại động viên là nuôi đuôi rùa thì nên nuôi cái mái dài. Cho nên là rốt cuộc là thành là nguyên mái tóc dài luôn. À, có nghĩa là hai anh em trong gia đình đều quyết định là để đuôi rùa luôn. Yeah, bạn này cũng là bạn trai nhưng mà là cũng đang nuôi tóc dài. Tại vì anh mê Michael Jackson. Và con có mê Michael Jackson không? Dạ có. Con cũng mê hả? Con tên là gì? Chị Xuân Lan ơi, chị có nghe rõ không ạ? Chị Xuân Lan nghe Phát La ơi. Dạ, vừa rồi thì Phát La đã giao lưu với hai gia đình rất là thú vị ngày hôm nay. Hai bé ngày hôm nay rất là tài năng luôn á chị Xuân Lan ơi. Rồi, chúng ta bắt đầu vào một cái hành trình mới của chương trình Gia Đình Hoàng Mỹ. Chúng ta sẽ vào một cái phần rất là đặc biệt, đó là phần thi Cổ Máy Thông Thái. Rồi bây giờ các con có muốn tham gia anh Điền không? Dạ muốn. Ai sẽ là người tình nguyện tham gia trước đó? Con. Hoàng Kim không muốn hả con? Muốn. Bây giờ hai đứa con bốc thăm nha. Rồi bốc thăm thiệt nhanh. Bốc thăm trúng thưởng. Rồi trúng thưởng luôn. Rồi cho con trúng thưởng. 1, 2, 3 mở lá phiếu ra. Xin chào, xin lỗi. À, xin chào là bạn chiến thắng. Bây giờ bạn ơi, bạn xin chào ơi. Bạn có quyền chọn là bạn thi trước hay thi sau? Thi trước. Rồi, Chu Chi sẽ là người thi trước. Ở trong kia nhờ chú Phát La kết nối cho ba mẹ cùng theo dõi nha. Dạ đúng ạ. Sushi ơi. Dạ. Sushi Đăng Khôi. Bây giờ cô Lan sẽ có 10 câu hỏi. Và 10 câu hỏi đó sẽ hỏi về những câu chuyện thực tế của con mỗi ngày thôi. Câu đầu tiên nè. Nếu mà con lỡ làm hư một cái món đồ gì trong nhà, con sẽ phản ứng là sao? Dạ, mình gửi ba mẹ mình xin lỗi. Rồi mình có gì, có khi nào con giấu ba mẹ không? Dạ không. À, con gọi ba mẹ xin lỗi rồi ba mẹ có la con không? Mẹ thì dữ. Mẹ dữ lắm hả? Có khi nào làm hư cái gì mà mẹ đánh không? Dạ có. Có hả? Mẹ đánh con bằng gì? Tay. Đánh bằng tay. Mẹ đánh vô đâu? Ui. Cho cô Xuân Lan kết nối chú Phát La ơi. Tố cáo mẹ. Mẹ tát con đó. Chú Phát La nghe đây. Rồi mẹ ơi, tại sao mẹ tát con vậy? Thật sự là khi mà bé Sushi Đăng Khôi vừa nói, vừa trả lời câu hỏi của chị Xuân Lan xong đó là mẹ ngồi trong đây đã thốt lên là Sushi đi chương trình nào cũng tố cáo mẹ hết. Thì bây giờ mẹ có thể cho Phát La biết thêm về cái câu trả lời này của bé Sushi Đăng Khôi được không ạ? Ở nhà để thì... bà dành trả lời cho bà. Thực ra là như vậy, ở nhà là Sushi là một đứa trẻ có nhiều cá tính á. Rồi cái sự mà năng động và quậy phá của ảnh rất là nhiều. Nhưng mà gia đình á, thực ra là đã thống nhất với nhau là cái sự dạy dỗ là không rơi vò. Và cái chuyện đó là được đi suốt trong cái quá trình 6 năm nay. Cho nên cái chuyện mà lâu lâu mà bị đòn á, là đếm không đầy ngón tay. Cho nên ảnh rất là nhớ. Cho nên lâu lâu mới bị thì ảnh nhớ hoài. Chỉ có 1-2 lần thôi. Cho nên cái đó là nhiều khi là nó đã quá cái... sự chịu đựng của phụ huynh rồi. Cho nên là lỡ tay thì em hiểu chuyện này nhớ. Với lại quá sự chịu đựng của Sushi mỗi lần mà giống như với lại nhà là ba được phân công là đóng vai hiền. Dạ. Mẹ là đóng vai dữ. Dạ. Nên là mỗi khi mà ba mà giống như là ba chỉ cần ra dấu hiệu cho mẹ là mẹ phải giống như là đổi vai á. Tại thường ba mẹ hay là thuyết phục con hoặc là giải thích cho con. Mà đến khi mà ba mà ra dấu hiệu cho mẹ thì là mẹ được quyền là
tự quyết định xem coi là sẽ xử lý như thế nào. Dạ. Thì là lúc đó là mẹ sẽ ra tay, và giống như là như ba nói đó, chưa đếm trên đầu 10 ngón tay nhưng mà Sushi rất nhớ. Tại vì đó là một ký ức mà Sushi khi mà nhắc mà cái ánh mắt của Sushi vẫn rất là nhớ, rất là ấn tượng về cái chuyện đó. Đó là một ký ức không tốt đâu, ba mẹ đừng làm vậy nữa nha. Đúng không con? Dạ. Rồi câu hỏi thứ hai của Sushi nè, con thích nhất là con vật gì? Con kỳ lân. Con kỳ lân? Sao vậy, con có con kỳ lân nào trong nhà không? Dạ không, nhưng mà con kỳ lân ăn không bu. Ôi trời ơi, ăn không bu hả? Tại sao rồi con thích con kỳ lân ăn không bu? Con kỳ lân không bao giờ có mùi thúi. À, con kỳ lân không bao giờ có mùi thúi. Con kỳ lân có thật ở ngoài đời không? Không có đâu. Dạ không, mấy con kỳ lân là mấy con lân người ta đóng giả. Trời ơi, trong cái phòng kia phản ứng một cái tín hiệu rất là mạnh. Có chuyện gì không? Chú Phát La. Dạ thật sự là ba mẹ muốn chia sẻ một chút về con kỳ lân đó chị ạ. Rồi mời ba mẹ. Ba mẹ có nghĩ là một con khác không ạ? Hay là vẫn là con kỳ lân ạ? Sushi thích con mèo với lại con cá coi của ba. À. Nhưng mà tại vì giống như câu chuyện Tiếu Lâm của nhà đó, thì anh hay kể về cái ảnh ấn tượng là anh nhớ hoài. À, vậy là câu trả lời này của Sushi không trùng khớp với lại ý của ba mẹ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lướt qua và chúng ta đến câu hỏi số 3. Khi mà em của con nhất định đòi cái món đồ chơi của con sẽ làm gì? Nhường cho em. Nhường cho em. Lấy đồ chơi khác. Lấy đồ chơi khác. Con anh hùng hảo hán vậy á hả? Con là người anh tốt đúng không? Rồi cổ máy thông thái ơi, cho cô Lan biết câu này là chính xác hay không. Chính xác, chúc mừng con. Bây giờ cô Lan hỏi con này, cái này là phải thành thật nha. Hãy kể tên ba người mà con không thích. Hacker. Hacker. Joker. Joker. Pennywise. Pennywise là những nhân vật xấu không à, phải không? Là không thích đúng không? Cái này cô Lan nghĩ là đúng thiệt á, là con không thích, là ai cũng không thích mấy người này hết á, mà nhất là trẻ em bây giờ. Rồi cổ máy đã nhận được thông tin, xin cho kết nối. Chú Phát La ơi, xin cho kết nối. Chú Phát La đây ạ. Thì ba mẹ nghĩ rằng con không thích người khác ạ. Ba mẹ có thể chia sẻ thêm về thông tin này không ạ? Tại vì khi mà con xem TV các chương trình nước ngoài thì động lại là những cái nhân vật xấu thì không thích. Còn ba mẹ cứ tưởng là người thật thì thật ở ngoài. À. Cho nên là hơi bị sai một chút. Cảm ơn ba mẹ. Rồi bây giờ quay lại hỏi Sushi tiếp nè. Điều gì sẽ khiến con tức giận? Dạ khi ba mẹ quát. Ba mẹ quát là con sẽ tức giận hả? Mà con tức giận con có quát lại ba mẹ không? Dạ không. Con tức giận con sẽ làm gì? Con xin lỗi ba mẹ. Con đã làm lỗi lầm. Con xin lỗi ba mẹ đã làm lỗi lầm. Mà ba mẹ thường hay quát con không? Chưa có. Quát hoài luôn hả? Ngày nào cũng quát con hết hả? Quát chừng nào mà đỏ lè mới thôi. Cái gì đỏ lè? Cái gì đỏ lè? Quát khi nào cái gì đỏ lè? Cái má. Cái má hả? Cái má của ai đỏ lè? Của con. Rồi ba mẹ ơi, ba mẹ phản biện con như thế nào đây? Dạ ba mẹ lại chia sẻ là đây cũng là một trong những lần ít ỏi mà Sushi gặp phải, cho nên là nhớ mãi. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ trực tiếp từ mẹ nha. Sushi đang coi là một đứa trẻ có rất là nhiều cảm xúc á. Chỉ cần là ví dụ như là chơi trò chơi với mẹ, với em, ngày nào cũng chơi một trò là mẹ thương con quá thì chạy lại ôm mẹ, còn mẹ không thương con nữa, go away thì bạn có thể khóc liền. Vui rồi lại khóc, rồi vui rồi lại khóc, mà khóc là rớt nước mắt thật luôn. Cho nên sau những cái trò chơi mà có vẻ như là linh tinh nhưng mà mình có thể cảm nhận được là con là một đứa trẻ rất là giàu nhạy cảm và giàu cảm xúc á. Đến cái độ tuổi là 5 tuổi lên 6 tuổi thì bạn kêu tới giờ đi học á thì rất là từ tốn chậm rãi, rồi kêu mặc đồ cũng rất là từ tốn chậm rãi, trong khi là giờ đi học là đã bị trễ rồi. Nói một lần, nói hai lần và nói đến lần thứ ba là cũng là ba là ra tín hiệu cho mẹ là mẹ phải quát lên là con ơi tới giờ đi học rồi, là lúc đó là mặt bạn đỏ bừng lên và nước mắt ngay lập tức là tuôn rơi liền, giống như là rươm rướm nước mắt liền và rớt lập đập luôn nữa.
Cho nên là những lúc đó là mẹ tự kiềm chế bản thân lại để mà cho con phải, để vượt qua cái cảm xúc đó, để mà phải đánh trống lảng qua chuyện khác để cho con vui, để mà con bắt đầu đi học vào buổi sáng, giống như là một cái câu chuyện không ngày nào giống ngày nào. Bây giờ cô Lan hỏi con thêm nè, món ăn nào của mẹ nấu mà con không thích ăn? Dạ, món nào con cũng thích. Vậy hả, mẹ nấu ăn ngon lắm hả? Ở nhà con là ai nấu ăn ngon nhất? Dạ, bà với là mẹ. Bà với mẹ, nhưng mà ai là người hay nấu cơm nhất? Dạ, mẹ. Mẹ nấu cơm, mà món nào cũng ngon hết. Câu trả lời này chính xác không cụ máy thông thái? Chính xác rồi, chúc mừng con vì con này nha. Bây giờ câu này là bắt đầu là cô sẽ lắng nghe con nhiều hơn, sau đó cho mẹ nói nè. Mọi người nhận xét là con là một cậu bé ngoan hay là không ngoan? Dạ, ngoan. Ngoan hả? 100% những người xung quanh đều nhận thấy là con ngoan đúng không? Ừ. Rồi con có thấy con ngoan không? Dạ có. Nhưng mà ba mẹ con có thấy con ngoan không? Dạ có. Có hả? Ba mẹ ơi, cho cô Lan kết nối với ba mẹ đi. Dạ đây ạ. Ba mẹ có thấy Sushi ngoan không nè? Dạ rất ngoan ạ. Và đặc biệt là khi mà thể hiện với người bên ngoài á thì là càng ngoan hơn nữa. Rất ngoan, chúc mừng con. Con trả lời lại một lần nữa chính xác rồi. Bây giờ câu này ha. Con thích ăn loại rau gì hay là món canh gì? Dạ con thích món canh chua. Canh chua. Rồi ăn rau gì? Dạ rau tần dày lá. Tần dày lá. Tần dày lá, cô Lan nhớ là người ta làm với mật ong để người ta chữa bệnh ho mà, đúng không con? Dạ. Con thích ăn cái đó hả? Dạ. Rồi con ăn bằng cách gì? Chấm muối cho có gia vị. Trời ơi, mới 6 tuổi mà ăn từng dãy lá chấm muối cho có gia vị. Trời ơi, nghe một cái bài thuốc rất là dân gian luôn, rất là thảo mộc luôn. Phải không con? Ai tập cho con ăn món này vậy? Dạ, ba mẹ. Ba mẹ hả? Và con tự học lúc con mới 5 tuổi. Con 5 tuổi là con tự học, mà ai chỉ cho con? Dạ, con tự học ăn. Con tự học ăn mà ba mẹ đưa cho con ăn. Phải không mẹ? Dạ đúng ạ. Đúng rồi. Đúng rồi ạ. Ở trên lầu ba có trồng tần dày lá để những lúc mà Sushi hay là em bị ho thì hái vào cho hai anh em ăn á. Nhưng mà em nhỏ 3 tuổi rưỡi thì chưa có ăn được nên là không có áp dụng được phương pháp này. Nhưng mà Sushi chỉ mỗi lần mà như bị hơi khan tiếng hay là hơi đau họng thì là ngay lập tức là nói ba ơi cho con lên lầu hái tần dày lá để ăn. Xong rồi con nói là món này mọi người nói rất hôi nhưng mà con rất thích. Rồi. Thích rồi nha. Khi mà con làm được một cái việc gì đó tốt là con khoe với ba con sao? Con có bao giờ làm việc tốt không? Có. Con rang hột mít. Con rang hột mít? Con tự rang hột mít ở trên đầu bếp. Con tự rang hột mít trên bếp. Trên bếp. Rồi con rang xong rồi con khoe với ba là sao? Ba ơi, con tặng cho ba hột mít rang muối. Vậy hả? Tặng cho ba hột mít rang muối rồi ba có ăn không? Thì có. Ăn quá trời quá trời. Ăn quá trời quá trời rồi con có ăn không? Dạ có. Trời đất ơi, bây giờ cô Xuân Lan thắc mắc nha. Cái khẩu vị gia đình nhà con trời ơi, giống như là những cái món ăn quê hương vậy đó. Tần gì lá chấm muối nè, rồi hột mít rang muối nè. Rồi còn cái gì nữa không con? Bố ơi, bố có thể chia sẻ thêm về cái khẩu vị hột mít với tần dài lá cho Phát La và mọi người cùng nghe được không ạ? Tại vì sợ là bạn nấu nướng thì kia là nguy hiểm à. Thì chỉ có mỗi cái món đó là dễ nhất à. Cho bạn ấy coi như là vào bếp phụ với mẹ thì bạn ấy ấn tượng về cái là, món đó thôi. Có nghĩa là chỉ cho phụ cái món rang hột mít thôi đó chị Xuân Lan ơi. Nhưng mà bà Sushi có nói là ba ăn hột mít rất là nhiệt tình. Ăn rất là nhiều. Tại vì con làm, con đem dâng tinh tận miệng cho ba, cho nên là ba ăn đến tận hột cuối cùng mà ba còn rất là thèm thuồng. Là gia đình này là rất là đặc biệt nè, kỳ lân nè, chỉ có ăn là không có bu nè, xong rồi tần dày lá chấm muối cho em bé từ 3 tuổi rưỡi nè, xong rồi giờ ba ăn hột mít của con rang ăn cho tới tận cái hạt cuối cùng rồi xong vẫn còn thèm thuồng nha. Là cái gia đình này quá xuất sắc, quá đặc biệt rồi đó. Bây giờ câu cuối cùng của con nè, trong gia đình của con ai là người thông minh nhất? 5 4. Dạ con. Con là người thông minh nhất, tại sao? Tại con học ở trường nhiều kiến thức. Vậy hả? Còn ba mẹ không học ở trường hả? Ba mẹ học ở trường rồi nhưng mà giờ lớn tuổi quá. Giờ hết thông minh luôn rồi hả? Quên. À, học lớn tuổi quá quên hết kiến thức là không thông minh luôn đúng không? Dạ, nhưng mà ba mẹ con biết số lớn thôi à. Số lớn là số khoảng bao nhiêu tỷ con?
1.000 tỷ tỷ. Là cái đó là số tiền của gia đình con á phải không? Dạ không. Cái này 1.000 tỷ tỷ là số gì? Số lớn. Là số nhưng lớn. Mà không phải lớn nhất. Cái số lớn nhất là số nào? Con cũng không biết, nhưng mà con biết số nhỏ nhất là số 0. Ồ vậy hả? Số nhỏ nhất là số 0 hả? Trời ơi, con giỏi quá, vậy là con thông minh nhất nhà rồi phải không? Ba không thông minh bằng con đúng không? Dạ. Mẹ cũng không thông minh bằng con luôn đúng không? Ôi đó, ba mẹ phản ứng kìa, cô Lan hết hồn. Ba mẹ ơi, ai thông minh nhất nhà vậy ba mẹ? Đây ba mẹ nãy giờ rất là rất là cười. Ngồi cười từ đầu đến cuối khi mà hả bé Sushi đang coi nói về cái Sushi là thông minh nhất nhà. Bây giờ ba mẹ thấy sao, câu trả lời của con như thế nào? Có một kỷ niệm mà mới cách đây 2 ngày trên đường ba mẹ đón con đi học về á. Dạ. Thì con hỏi mẹ về mấy cái câu chuyện cổ tích mà hỏi bằng tiếng Anh cơ. Xong rồi hỏi cả những cái chuyện cổ tích mà rất là lạ. Xong rồi thậm chí là mẹ chưa bao giờ biết á. Thì con hỏi mẹ thì mẹ nói là mẹ không có biết chuyện này. Xong cái con mới nói là ủa tại sao ngày xưa là bộ mẹ không có được đi học giống như con thì sao mà mẹ không biết những cái chuyện mà thầy kể cho con nghe. Con giờ con chưa được 6 tuổi nữa mà con biết hết những cái chuyện đó rồi mà giờ mẹ không biết. Chị Lan nghe không chị Lan? Có. Mẹ không có được đi học như con nên mẹ không có được nghe chuyện cổ tiếng Anh như con đúng không? Xong rồi con còn thắc mắc với mẹ là có những thứ bây giờ con chưa có được đi học nhưng mà con tự lên YouTube coi thì con đã biết rồi. Thì sao hồi xưa mẹ không có mở YouTube mẹ coi đi để mẹ biết rồi giờ mẹ có thể nói chuyện với con được nó dễ dàng hơn. Mà đó là nguyên văn ấy, câu nói của Sushi làm cho mẹ cạn lời luôn. Chúng ta phải tìm cái cách để kết nối với con, không trả lời thì con sẽ suy nghĩ theo cách rất là sai. Thì điều đó là điều không tốt cho con ha ba mẹ ha. Rất là cảm ơn Sushi Đăng Khôi vì những câu trả lời tuyệt vời của con. Chúc mừng con. Con đã được 7 đáp án chính xác trên 10 câu. Còn 3 câu còn lại hơi đúng thôi. Thôi giờ mình tính thành 7 điểm rưỡi được không? Dạ. Dạ được. Và dạ, chúc mừng con nha. Con được 8 kết quả chính xác trên 10 câu hỏi. Chúc mừng con. Đây là một cái số Xuân Lan nghĩ là rất là đặc biệt. Hai cô bé cậu bé ngồi đây. Sushi là một cậu bé quá nhiều tài năng và con là một cái cậu bé phát triển toàn diện mà cô Xuân Lan cảm thấy rất là khâm phục con. Và bên cạnh con là một cô bé rất là nhiều cảm xúc. Câu chuyện của Hoàng Kim hôm nay cũng là một cái câu chuyện để cho các bậc phụ huynh có thể thức tỉnh lại được cái cách hành xử của mình. Đôi khi mình vô tư quá nhưng mà trẻ con nó là cái tờ giấy trắng. Chúng ta soi lên con cái gì thì con sẽ phản chiếu lại cái điều đó. Chúng ta cho con một cái lằn roi thì con sẽ hằn lên cái tờ giấy trắng đó một lằn roi. Và cái vết lằn đó rất là khó tẩy nha các ba mẹ. Thế nên chúng ta hãy cho con sự yêu thương, sự quan tâm thì các con sẽ cho lại chúng ta sự yêu thương, sự quan tâm. Đó là câu chuyện của gia đình Hoàng Mỹ muốn hướng tới. Và bây giờ cô Lan sẽ chúc mừng cho bạn Sushi đã có hơn 7 đáp án chính xác. Và bé Hoàng Kim con có 8 đáp án chính xác. Vậy thì hai con đều sẽ có quà. Yeah. Con chọn món quà nào? Đây là món quà bí mật. Đây là món quà nhìn thấy. Con có chọn cái này, con chọn cái này phải không? Rồi con có thể mở quà ra. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với gia đình của bé Sushi Đăng Khôi. Qua những cái bộc bạch về ngày hôm nay, về những tâm tư của bé thì anh chị cảm giác như thế nào? Nó có khác với lại cái con người bình thường mà ở nhà khi mà ở chung với anh chị không? Gần như là giống được cũng 80-90%. Nhưng mà riêng về cái khoảng mà con nói là con bị mẹ đánh á, thì thật sự là gia đình mình là gia đình rất là chú trọng đến cái việc là không muốn đánh con. Nhưng mà rốt cuộc vẫn để lại trong tâm tư tình cảm của con là con cũng đã từng bị mẹ đánh. Cho nên là mình cũng sẽ rút ra kinh nghiệm là mình cần phải kềm chế hơn nữa. Đúng rồi. Và như cứ nghĩ là mình cũng đã đạt được một cái mức nào đó để mà giáo dục con tốt. Nhưng mà thông qua chương trình hôm nay mình vẫn cần có những cái điểm cần phải điều chỉnh lại trong cái quá trình giáo dục con. Đó là cũng xin được cảm ơn hai gia đình ngày hôm nay đến đây và bộc lộ những cảm xúc rất là thật ở chương trình Gia đình Hoàng Mỹ. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái không khí mới, không khí vui tươi hơn. Chúng ta sẽ bước vào vòng 3 của chương trình Gia đình Hoàng Mỹ và hy vọng rằng hai bé sẽ thể hiện được cái kiến thức của mình trong vòng thi xem ai nhanh hơn. Xin mời. Rồi,
Rồi bây giờ hai con sẽ đến một vòng thi thật là đặc biệt. Vòng thi này mình sẽ trả lời thật nhanh. Mỗi con sẽ có 2 phút để trả lời 10 câu hỏi thiệt là dễ của cô Lan. Và nếu ai là người chiến thắng, người đó sẽ được nhận huy chương của chương trình Gia đình Hoàng Mỹ cùng với một cái phần quà đặc biệt. Các con có thích chơi không? Có. Dạ có. Rồi bây giờ ai là người xung phong chơi trước nào? Hai đứa quảnh trụ xì cho cô đi. 1, 2, 3. Rồi con trai thắng. Vậy là con chơi trước đúng không? Vậy thì thằng Kim, con đi ra ngoài con nghe nhạc nha, để cho bạn Sushi Đăng Khôi trả lời xong rồi con vô nha. Dạ. Và bây giờ Sushi ơi, chuẩn bị chưa? Dạ. Cô biết con là một cậu bé rất là đặc biệt, rất là giỏi. Bây giờ nghe, bình tĩnh trả lời cho kỹ nha. Chúng ta có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Câu đầu tiên, chim cứu mèo có bắt chuột không? Dạ không. Đáp án là có. Sushi ơi, trong bài hát Cháu yêu bà, tóc của bà có màu gì? Dạ màu trắng. Chính xác. Câu số 3, con chuột túi dùng cái túi của mình để làm gì? Để làm cái chỗ cho con của con chuột túi đựng vô. Rồi, chính xác. Câu số 4, con dơi khi đang ngủ thì hai chân của nó sẽ làm gì? Hai cái chân nó chia lên trên cành cây. Chính xác. Bây giờ cô hỏi con nè, trái quýt với trái cam khác nhau hay giống nhau? Dạ khác nhau. Khác nhau như thế nào? Trái cam da cứng, còn trái quýt da mềm. Chính xác. Rồi bây giờ cô hỏi Sushi nha, bác sĩ, nha sĩ và ca sĩ, ai là người biết khám bệnh? Dạ bác sĩ với lại nha sĩ. Chính xác. Trong nhà có 3 người, một lớn, một bé và một bé tí xíu. Cái người bé bé ở giữa đó là vợ của người lớn. Người bé nhỏ xíu là con của người lớn. Vậy người lớn là ai? Ba. Chính xác. Rồi, bây giờ cô hỏi nè, người hay vẽ tranh thì người ta gọi là gì? Dạ họa sĩ. Chính xác. Trong chuyện cô Tắm, ai là người giúp cô Tắm lựa hạt đậu? Dạ ông Tiên, con chim. Chính xác. Rồi, đố con chứ khi nào người ta có thể nằm mơ? Người ta phải nhắm mắt trước. Nhắm mắt là nằm mơ hả? Dạ không, nhắm mắt là nhắm mắt như vậy trước, sau rồi mới ngủ. Chính xác. Chúc mừng Đăng Khôi, con đã có 9 đáp án chính xác. Chúc mừng con. Và xin chúc mừng bé Sushi Đăng Khôi và bé Hoàng Kim đã hoàn thành xuất sắc phần thi thứ 3, phần thi xem ai nhanh hơn. Hai con đã cùng vượt qua 10 câu hỏi với thời gian trả lời thật là nhanh và những câu trả lời rất là thông minh. Nhưng chỉ có một người chiến thắng. Vậy thì cô cảm ơn bé Hoàng Kim hôm nay đã đến đây cho chương trình những cái cảm xúc thật là tuyệt vời, những cái trải nghiệm của hai mẹ con. Cô tin chắc rằng sau ngày hôm nay mẹ con sẽ yêu thương con thiệt là nhiều và bù đắp lại cho con những cái tình cảm mà con mong muốn nha. Chúc cho con luôn luôn ngoan ngoãn. Nếu có dịp thì cô Lan sẽ gặp lại con trong những cơ hội khác nha. Dạ. Cảm ơn con. Bây giờ mẹ con đang chờ ngoài kia, con có thể ra với mẹ được rồi. Bây giờ thì cô Lan mong muốn chú Phát La ơi, có thể mời gia đình của bé Sushi Đăng Khôi vào đây được không ạ? Chú Phát La đây ạ. Mời gia đình ạ. Đây. Hai anh em biểu diễn giống nhau. Hai anh em quyết định để tóc dài bởi vì bố bố không để tóc. À, nãy giờ bố mẹ đã nghe một cái câu chuyện mà con chia sẻ và những tâm tư tình cảm của con, thì cô Lan tin chắc rằng ba mẹ cũng có những cái trải nghiệm cảm xúc rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? À, ba mẹ có thể nói gì với lại khán giả của chương trình về cái thành quả của con là khi con đã xuất sắc, con đã đáp được 9 câu hỏi trên 10 câu. Hôm nay rất là vui là Sushi cũng đã trả lời được rất là nhiều câu hỏi trên cả cái mong đợi của ba mẹ. Thì mình nghĩ là mọi người hãy dành thời gian cho con cái nhiều hơn và ở bên con nhiều hơn, thì sẽ có được những cái trải nghiệm tuyệt vời cùng với con, đặc biệt là trong giai đoạn vàng từ 0 đến 6 tuổi, thì nếu mà mình bỏ qua thì sẽ rất là tiếc. Xin cảm ơn ba mẹ của Sushi. Và bây giờ xin chúc mừng con. Đây là món quà của chương trình Gia đình Hoàng Mỹ tặng cho con. Và đây là huy chương cho người chiến thắng. Chúc mừng con. Nay gia đình con có một món quà kỷ niệm, và mỗi người sẽ được một bức tranh
có họa tiết hình ngôi sao may mắn. Và bức tranh này là con làm phải không? Dạ không. Dạ không. Và các nghệ nhân của gia đình con. Rồi, rất là cảm ơn gia đình đã có những cái món quà rất là ý nghĩa. Và cô sẽ luôn luôn nhớ về Sushi, về những cái tài năng đặc biệt của con. Xin cảm ơn gia đình rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là cái thời gian dành cho chú Phát La để nói lời tạm biệt với chương trình. Chú Phát La xin được cảm ơn hai gia đình ngày hôm nay đã dành thời gian tham gia chương trình rất là nhiều. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình, đó chính là 20:35 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.